đâu. À, chúng mày làm gì ở nhà tao đấy? Thế này là thế nào? Đứng lại! Đứng lại ngay cho tao! Thằng mất dạy! Làm gì mà đến muộn thế? Nhà bao việc để mọi người sốt hết cả ruột. Làm ăn thế này thì chết. Phải biết tôn trọng người lớn chứ. Dạ, cháu xin lỗi mọi người ạ, vì đã đến muộn. Và mọi người cho cháu xin thêm mấy phút để trình bày được không ạ? Mày lặn đi đâu mà lâu thế? Để nói sau đi. Dạ, trước hết cháu xin lỗi các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị. Cháu đã đến muộn ạ. Thì sau đây cháu sẽ trình bày toàn bộ dự án Yên Homestay của chúng cháu. Thì trước hết để mọi người hiểu rõ hơn thì cháu sẽ trình bày một cách ngắn gọn và xúc tích ạ. Đào. Ơ, Uyên đây à? Anh ạ, ra chị nhờ tí. Gì? Ra cửa hàng thì không thấy đâu cả. Chị dọn phòng, thấy đống đồ này của em nên mang ra cho em thôi. Lần sau đừng vứt bừa bãi lên phòng của chị như thế, chả ra làm sao cả. Đẹp như thế này mà chị bảo chả ra làm sao á? Cho vào đi, em bị điên à? Đã nghiện lại còn ngại. Thôi, lấy về mà dùng, tôi đầy. Cầm về đi. Uyên, để anh đưa em về nhá. Không cần đâu ạ, em đi xe mà. Tay làm sao thế? Em bị đứt tay à? Không sao ạ, em xin phép. Ê! Gì đấy? Cho tôi về cùng với. Anh tự về đi. Hàng xóm với nhau đi. Mất lọc, mất lọc.